Chào các bạn. Trong video vừa rồi mình đã bốc cái cách mà để các bạn làm giảm cái cường độ dòng điện của cái nguồn LED driver. Theo đó có một số phản hồi rất tích cực nha các bạn. Các bạn đó làm thực hành đã thành công và các bạn muốn mình giải thích cụ thể nguyên lý hoạt động của cái cách làm như thế này. Các bạn muốn hiểu rõ tại nguyên nhân tại sao cái dòng ngõ ra có thể thay đổi được nha các bạn. Cái dòng này dòng qua cái module LED nào bạn, hoặc là cái dãy LED đó trong cái đèn LED bút, LED âm trần, hoặc là tiếp LED T8 đó, các bạn. Tại sao cái dòng đó mình có thể thay đổi hoặc điều chỉnh được nha các bạn? Ở đây mình nói sơ qua về mạch nguồn LED driver nha các bạn. Đây là mạch nguồn LED driver của đèn LED âm trần ha. Là cái bo nguồn LED driver này các bạn không cần quan tâm cái linh kiện khác nha. Các bạn chú ý đến cái con IC nè các bạn, IC nguồn xung ha, hay là IC dao động á. Đây là nói chung là cái trái tim điều khiển của cái bo nguồn LED driver này nè. Nó sẽ tạo ra dòng điện hoặc điện áp nha các bạn, là cái công suất cần thiết để cung cấp nguồn cho cái đèn LED. Nên tóm lại á, cái con linh kiện quan trọng nhất là cái con IC dao động này nha các bạn. Các bạn không cần quan tâm cái khác ha, quan tâm cho mình cái con IC dao động này. Trong cái sơ đồ nguyên lý hoạt động giải thích là mình đã giải thích cái nguyên lý hoạt động của cái bo nguồn LED driver này rồi nha các bạn. Các bạn có thể tìm video trong kênh của mình á, các bạn để các bạn xem tham khảo nha. Ở đây mình sẽ nói sơ qua cái con IC dao động này nè các bạn. Bên trong nó sẽ có một con MOSFET nha các bạn. Cái con MOSFET này á, nó cũng giống như cái công tắc điều khiển cho cái con IC dao động này nè các bạn. Ở đây chân 5, chân 6 là chân cực D nha các bạn, D của MOSFET nha, cực D. Còn chân 8 á, là C, chân Z của MOSFET nha các bạn. Cái con IC này cho hoạt động các bạn, nó không hoạt động liên tục nha các bạn, nó không hoạt động liên tục mà nó theo ngắt mở làm việc ở tần số cao nha các bạn, tốc độ cao quá nó đóng ngắt nha. Nhưng mà bị quản lý bởi cái con MOSFET này các bạn. Khi mà IC dao động này nó dẫn nha các bạn, nó dẫn này dòng nè, cái nguồn B cộng nữa các bạn, cái nguồn B cộng ha, nó qua cái tụ C3 nữa các bạn, nó qua cuộn dây, nó đến cái chân 5, chân 6 của IC dao động nha các bạn. Từ đó cái con này nè các bạn, chân 5, chân 6 sẽ nối với chân 8. Khi mà nó dẫn nha các bạn, nó nối với chân 8, nó có tạo thành cái dòng qua đây nè các bạn. Lúc đầu á, điện trở nó vô cùng lớn nha các bạn, và sau á, khi mà nó dẫn các bạn, điện trở sẽ nhỏ nha các bạn. Nó lên làm như cầu nối á, cầu nối với chân 8 mà, chân 6, chân 8 nè với nhau, nó tạo thành cái dòng điện nha các bạn. Dòng điện từ nguồn nè đi qua C3, nó qua cuộn dây, qua chân 5, chân 6, rồi nó qua chân 8, rồi nó đến cái hai con điện trở R1, R2 và đi xuống mắt. Đây là cái chương trình làm việc của nó nha các bạn. Thế thì ở đây các bạn quan tâm là gì? Trong cái bo nguồn LED driver này, cái linh kiện quan trọng nhất chính là cái con IC nguồn xung nữa các bạn, IC dao động ha. Còn trong bên trong cái con IC dao động này, tích hợp MOSFET, là cái con MOSFET là quan trọng nhất luôn nha các bạn. Nó sẽ điều tiết cái quá trình hoạt động của IC dao động, có nghĩa là ngắt dẫn các bạn. Nó được quản lý bởi cái chân số 8 nữa các bạn, chân CS nè. Ghi hai điện trở RS1, RS2. Nó sẽ sụp áp trên cái chân này nha các bạn. Cái hai cái điện trở này có giá trị rất nhỏ nha các bạn. Một số các bạn có hỏi mình á, là tại sao dòng nó qua RS1, RS2, khi mà các bạn tháo RS2 ra thì dòng nó sẽ qua RS1, thì nó sẽ có thể nó dòng nó sẽ tăng lên nha các bạn. Nhưng mà ở đây á, mình giải thích là các bạn đó là không cần biết cái trong mạch cái nguồn LED driver này các bạn, nó có thể nó mắc một con, hai con, ba con, bốn con, mà thông thường á nó sẽ mắc khoảng hai con thôi nha các bạn.
thì mình nói các bạn nó sẽ tính, chỉ cần các bạn tính cái điện trở tương đương cho mình thôi, không cần quan tâm cho mạch á nó mắc bao nhiêu con điện trở nha bạn. Nhiều cái nguồn led driver nó chỉ mắc duy nhất một con điện trở thôi, một con RS1 thôi, nó không có RS2 hoặc không có RS3. Còn đa phần á, các bạn thấy trên mạch á là nó có RS2, RS3, RS1, RS2. Cái con RS1, RS2 các bạn, nó có điện trở, giá trị điện trở nhỏ các bạn. Nó chủ yếu là nó mắc song song á, để mà nó gây sụt áp trên chân CS của MOSFET bên trong IC dao động nữa các bạn. RS1, RS2 đều có giá trị số nhỏ. Nó nằm trong khoảng là như cái mạch mình nói về cái mạch trước nha các bạn. Nó có một R2 hoặc một R3. Mà hai con này á bạn, mắc song song cái này không? Một R2 là 1,2 ohm nha các bạn. Rất nhỏ nha. Còn cái này là 1,3 ohm nha các bạn. Nè, 1,2 ohm, 1,3 ohm. Mà hai con này mắc song song á thì cái giá trị điện trở của nó là, nếu các bạn tháo một con ra các bạn, nó chỉ còn điện trở. Ví dụ là các bạn tháo R2S2 ra nè, nó chỉ còn là khoảng 1,2 ohm thôi. Hoặc là các bạn nếu mà các bạn mắc vô là nó còn 0,6 ohm nha các bạn. Mình tính hôm nãy hôm trước là 0,6 ohm nha các bạn. R tương đương các bạn của hai con này mắc song song là 0,6 ohm. 0,6 ohm này nếu mà cái con RS1, RS2 nó có giá trị là 1R2. Các bạn nhìn thấy nè, cái R tương đương của nó bạn 0,6 hoặc là 1,2 ohm á, rồi cái điện trở rất nhỏ nha bạn. Nó giống như một cái cầu chì hoặc là cái điện trở cảm biến nha các bạn, như cái cầu chì á, điện trở cầu chì nha các bạn, điện trở cầu chì hoặc là như cảm biến á, cái điện trở giá trị nó rất nhỏ nha các bạn. Nhưng mà nó sẽ quyết định cái con này IC dao động này nó hoạt động như thế nào, đến cái mức nào thì nó ngưng dẫn, hoặc là lúc mức nào thì nó dẫn, hoặc là cái mức lúc nào thì nó dễ sẽ dẫn bão hòa nha các bạn. Ở đây á, mình có vẽ ra một cái sơ đồ. Đây, cái cột này là các bạn, cái cột này cột đo cường độ dòng điện nha các bạn, cái của IC dao động nha các bạn. Còn cái mức này á, là mức theo thời gian là nó sẽ ngưng dẫn nha các bạn. Nhưng mà ý mình nói là cái dòng qua tải nha các bạn, cái dòng á, cái trường hợp này á là cái IC nó vẫn mạnh các bạn, là mức cao ha. Còn ở đây là IC vẫn yếu, là sẽ là mức thấp hơn nha các bạn. Ở đây á, nếu mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ á thì các bạn phải hiểu về cái cấu tạo của MOSFET nha các bạn. Cái cấu tạo MOSFET, rồi cái thứ nhất, cái thứ hai các bạn tra datasheet á, datasheet bên trong á là nó sẽ thiết kế cái cấu tạo cái linh kiện á, của IC dao động á, coi nó sẽ coi cái cách thiết kế mạch như thế nào thì các bạn sẽ giải thích được chính xác nha các bạn. Ở đây á, mình sẽ nói không có phân tích kỹ về vấn đề đó, để cho một số bạn á, các bạn chưa biết nhiều về điện tử á, hoặc là các bạn chỉ cần biết sơ qua để mà các bạn thực hành thôi, nên mình sẽ không phân tích chuyên sâu về cái đó nha các bạn. Các bạn cứ muốn tìm hiểu thì các bạn cứ lên mạng đọc tài liệu trên Google này, nói chung là ví dụ là cái IC này bao nhiêu, giá trị bao nhiêu nha các bạn. Các bạn cứ lên tra datasheet trên Google, rồi nó sẽ search một cái file á, rồi các bạn có thể tìm hiểu thông số nha các bạn, như các mức điện áp ngõ ra, V in V out, hoặc là các cường độ điện như thế nào nha các bạn. Ở đây á, mình sẽ nói về RS1, RS2 nha các bạn. Để mình có nói ngắn gọn ở đây là, nói chung là các bạn á, thay đổi cái giá trị RS1, RS2, nói chung là thay đổi các giá trị hai con điện trở, một con hai con điện trở này các bạn, là các bạn thay đổi được cái sụt áp trên chân CS của con MOSFET bên trong, nó sẽ làm cho cái con IC này các bạn nó vẫn mạnh hay vẫn yếu nha các bạn. Đây, nó làm cho con IC này vẫn mạnh vẫn yếu, đúng không? Các bạn hiểu nôm na như vậy, các bạn không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Các bạn là cái con này nè, RS1, RS2 sẽ làm cho cái con là MOSFET, là MOSFET là vẫn mạnh vẫn yếu, là nó ảnh hưởng đến cái con nó điều khiển, nói chung điều khiển của con IC dao động này, làm cho IC vẫn mạnh vẫn yếu nha các bạn.
khi mà nó IC vẫn mạnh nha các bạn, mình sẽ ghi một cái giá trị nha các bạn. Ở đây á, cái mức I1 nha các bạn, I1 ha. I1 lại vẫn mạnh, còn cái này I1 phẩy nha các bạn. Mình phẩy một cái nha, để rồi mình phân biệt nha. Mình sẽ phân tích đây cái IC1, IC nó vẫn mạnh nha các bạn. Khi mà IC vẫn mạnh á, có nghĩa là lúc này á, là các bạn đã thay đổi với cái giá trị so với ban đầu nha các bạn. Nè, các bạn đã thay đổi giá trị này nè. Khi mà nó vẫn mạnh á, tại sao cái dòng ra nó thay đổi, đúng không? Ở đây mình sẽ vẽ thêm nha các bạn. Cái dòng này á, cái dòng Y nha các bạn, cái dòng trong mạch là dòng Y ha. Ở đây mình tạm bỏ qua cái con R3 nha các bạn, hoặc là các bạn muốn tính vô cũng được. Mà ở đây mình sẽ tạm bỏ qua con R3 này nè. R3 là nó chỉ là cái nhiệm vụ xả điện cho cái con tụ C3 thôi. Cái nút này á là cái dòng Y nè các bạn. Cái dòng điện các bạn, nó sẽ đi về đây các bạn. Nó đi qua tụ C3, nó rẽ xuống nha các bạn, rẽ xuống nè. Cái này là dòng Y nha các bạn, Y ha. Cường độ trong mạch qua đây á, nó sẽ I1 nha các bạn. Cái này nè, I1 nè các bạn. I1 nè. Y nó qua C3, nó to qua C3 nè. Nó chạy xuống, nó qua đây. Nó qua cái cụm dây nè các bạn. Rồi nó đi xuống cái chân 56 nè, của MOSFET nè. Xong rồi, khi mà cái con MOSFET này các bạn, IC vô động này nó dẫn á, nó sẽ qua cái chân 56, chân 56 sẽ nối với chân số 8 của CS. CS có MOSFET nè các bạn. Rồi nó đi qua hai con điện trở này các bạn. Cái dòng này nè, nó sẽ đi qua hai con điện trở này xuống mắt nha các bạn. Đúng không? Là dòng nó đi nè. Qua I1 nè. Rồi nó xuống hai này. Các bạn có thể khỏi cần, có thể không cần quan tâm đến cái, các bạn chỉ cần tính một cái dòng này, dòng Y nè. Qua đây nha các bạn. Nó qua xuống mắt ha. Ở đây á, ở đây cái dòng, cái nút này nút I2 nha các bạn. Cái dòng I2. Cái dòng I2 đó mà các bạn bỏ qua đi chở này á, các bạn muốn tính vô được. Cái I2 này nó sẽ là dòng tải cho cái vĩ LED nha các bạn. Nó xuống đây nè các bạn. Nó về lại âm của cái tụ C3. Cái đi chính là cái dòng I2 nha các bạn. Nên mình muốn, các bạn muốn xác định là cái dòng I2 nó thay đổi như thế nào á, nó thay đổi hay nó biến thiên, nó tăng hay giảm á các bạn, nó tăng hay giảm như thế nào á, các bạn có thể xác định cực dễ nha các bạn. Là cái trường hợp mà mình nói qua cái trường hợp vẫn mạnh vẫn yếu này nha các bạn. Khi IC vẫn mạnh đó các bạn, ngay tại cái nút này nha các bạn, là Y sẽ bằng I1 nè. Y này sẽ bằng I1 cộng I2. I2 là dòng nha các bạn, dòng qua tải ha, dòng qua vĩ LED này nha. Y nè các bạn, Y mình sẽ ghi giá bằng I1 cộng I2. Đúng không? Y sẽ bằng I1 cộng I2 nha các bạn. Khi mà I1 vẫn mạnh đó bạn, cái đây là, các bạn có thấy không? Đây là nguồn dòng nha các bạn. Nguồn dòng á, cái dòng Y nó sẽ không đổi nha các bạn. Khi mà I1 tăng các bạn, I1 tăng tức là I2 sẽ giảm. I1 tăng nè các bạn, I1 tăng thì kéo theo là I2 giảm nha các bạn. Và trường hợp mà I2 tăng, I1 mà giảm á, thì dẫn đến I2 tăng. Là các bạn thấy không? Từ cái dòng này các bạn, cái nguồn này, các bạn, nó sẽ qua đây các bạn, dòng Y á, Y mà kìa, một cái trường hợp này nó vẫn mạnh quá nha các bạn. Dòng mạnh nó giống như dòng nước chảy nha các bạn. Nó sẽ qua đây nhiều lắm. Nó qua nhiều thì cái dòng qua cái đường này á, nó sẽ bị ngắn lại, bị bóp lại nha các bạn. Nó không là nó giảm đi nha các bạn. Các bạn cứ hình dung như cái vòi nước á là được rồi. Dòng nó qua đây, mà trường hợp cái này nó hút nhiều nước quá là nó phải dẫn mạnh. Dẫn mạnh là cái I1 nè các bạn. I1 này nó tăng ha, I1 nó tăng. Thì tất nhiên cái đó điện áp rồi ngõ ra, cái dòng ngõ ra qua tải nè các bạn, I2 nó sẽ giảm nha các bạn. Ngược lại, cái trường hợp
Y1 mà giảm các bạn, Y1 giảm là cái trường hợp mà con IC dao động này các bạn, nó ngưng nha các bạn, nó ngưng ngưng dẫn hoặc nó dẫn yếu á. Đây là cái trường hợp dẫn yếu nè các bạn, nó ngưng hoặc là dẫn yếu thì sao? Thì lúc này á, cái dòng Y2 cái dòng này sẽ tăng lên nha các bạn, cái dòng là dòng qua tải này sẽ tăng lên nha các bạn. Mà lớp các bạn thấy không, cái dòng Y1, Y2 nè, Y1 á, chú ý là các bạn không quan tâm bên cái dòng Y2 này, mà các bạn chú ý các bạn điều chỉnh là sao cái dòng Y1 này các bạn, Y1 tăng hoặc giảm á, Y1 tăng hoặc giảm là phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc với con MOSFET bên trong cái IC dao động nè các bạn. Cái con MOSFET này á, nó còn phụ thuộc vào cái chân CS nè các bạn, cái chân CS của MOSFET nè các bạn. Nên các bạn chỉ cần thay đổi cái giá trị RS1, RS2 cho mình á, là tất nhiên á là nó thay đổi hàng loạt nha các bạn. Từ nè, các bạn thay đổi này nè, nó thay đổi sụt áp bên trong chân số 8 bên trong MOSFET nè các bạn. Còn MOSFET đó các bạn, nó sẽ quyết định cái IC động dẫn mạnh dẫn yếu nha các bạn. Nó dẫn mạnh dẫn yếu. Rồi từ đó cái dòng á nó sẽ qua cái lưu lượng dòng á các bạn, dòng điện nó sẽ qua nhiều hay ít nha các bạn. Nên các bạn chỉ cần tóm lại á, các bạn chỉ cần thay đổi cái giá trị RS1 cho mình RS1, RS2 á, các bạn điều chỉnh sao cho nó ổn định nha các bạn. Tùy vào cái mục đích của các bạn á, muốn dòng nó tăng lên khoảng vài chục miliampe hoặc là cả 100 miliampe như thế nào á, các bạn có thể ở nhà các bạn thay đổi thí nghiệm thông số từng cái giá trị RS1, RS2 cho mình nha. Là cái dòng ra các bạn, cái dòng ra nó kéo theo nha các bạn. Y1 nó thay đổi thì chắc nhiên chắc chắn là Y2 thay đổi. Mà ở đây á, Y sẽ bằng Y1 cộng Y2, thì Y1 tăng á thì Y2 sẽ giảm. Hoặc là khi mà Y1 giảm á thì Y2 sẽ tăng lên nha các bạn. Mình là tóm lại trong video này mình đã hướng dẫn giải thích cho các bạn, một số các bạn chưa hiểu về cái nguyên lý của nó để hiểu rõ thêm nha các bạn. Còn bạn muốn tìm cái chuyên sâu thì các bạn phải tra data sheet của con linh kiện đó, IC đó nó như thế nào, rồi cách mắc trong mạch, rồi cái hoạt động của MOSFET bên trong đó các bạn, là các bạn có thể hiểu rõ ha. Còn cái này mình sẽ giải thích sơ sơ cho các bạn hiểu thôi nha, là tại sao cái điện trở RS nè các bạn thay đổi á thì dòng ngõ ra dòng Y2 nó thay đổi. Vì các bạn biết phía trước này á, phía trước này là một cái mạch chính lưu nha các bạn. Cái mạch chính lưu nó tạo ra cái nguồn B cộng nên dòng nó sẽ không đổi nha các bạn. Đây nguồn dòng nó cũng không có ấy nha, cái dòng ngõ ra không đổi. Nên dòng nó đi qua đây nè các bạn. Y nó không đổi nha các bạn. Nên Y sẽ bằng Y1 cộng Y2, nó sẽ thay đổi cái giá trị nha các bạn. Nếu mà cái Y1 nó thay đổi thì Y2 tất nhiên trong mạch nó sẽ thay đổi luôn nha các bạn. Và là video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Còn có thắc mắc hay ý kiến gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Các bạn có test được cái phương pháp này á, có nó thành công hay được không các bạn? Các bạn cứ để lại dưới comment dưới video nha, cho anh em nào cần nghiên cứu hay cần tham khảo á, là các bạn nó có thể đọc qua nha các bạn. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha.